gì vậy? Tôi nói in 100 tờ, tiết kiệm chi, in có 1 tờ, rớt đi rớt lại hoài, làm tôi tốn công tốn sức lụm đi lụm lại hoài à. Bà bị gì vậy? Tôi kêu bà in 100 tờ, tự nhiên cái nghe thành tờ, bây giờ nó thừa cho tôi, tại bà á. Thì tại cái lúc đó điện thoại của tôi nó mất sóng. Bà kêu 100 tờ mà tôi nghe cái gì 11 đó rồi tôi in 1 tờ chứ sao? Tại bà không hết á. Tại bà á. Tại bà đó. Tại bà á. Tại bà đó. Tại bà đó. Thôi không cãi nữa. Nói chung là bây giờ tôi có cái cách gì nè. Bây giờ tôi với bà đi xuống dưới cổng, xong rồi cứ cầm giấy vậy nè, xong rồi lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại như con ma đơn canh vậy á. Cứ 5 phút cũng thấy phiền rồi. Bà làm trước đi, rồi tôi làm sao? Bà làm trước đi, nãy giờ tôi làm với bà rồi. Bà làm trước đi. Bà làm trước đi. Bà làm trước đi. Không, cũng làm tù đâu. Tù xì. Quanh tù xì ra cái gì ra cái này. Không bao giờ bà thắng được tôi đâu. Đi trước đi. Bà lúc nào cũng muốn hơn tôi hết á. Thì bà làm trước đi, 5 phút sau tới ca của tôi. Nhanh mà. Này, chứ thấy á, con Vi á, nó đúng là sức trâu bò thật. Nó chịu đựng được hai đứa bay, quả là kiên cường đấy. Con không nghĩ vậy thiệt. À, mà chú Vượng nè, bây giờ mình tuyển ô xin vậy, mình không có đăng lên mạng, không có đăng lên báo chí, không có đăng lên gì hết. Rồi lỡ nhưng mà không có ai tới á, chú qua nhà con làm vài bữa nha. Ờ hay, con bé này hay nhỉ. Sao không thử ra đây làm ô xin xem làm ô xin có vui không? Thật là chủ ở đây đàng hoàng, nghĩ sao mà bảo sang nhà mới đi bay làm. Dành con. Con bây giờ nói năng ghê thật đấy. Có rồi. Có gì? Có xin rồi. Đâu? Thế à? Cho vào. Tôi vào trước. Tôi. Bà chú. Tôi vào trước mà. Tôi. Trật tự xếp hàng. Đến đây làm gì? Tôi đến xin gì cả. Tôi vô trước. Ai là người vô trước? Tôi. Em. Hả? Hai chi là số 1. Con em không về nằm. Tôi mà. Tại vì lúc tôi qua 1 giờ lại à. Em từ mô tới. Chào anh. Tính hoa nuôi rừng rơi. Đến anh lươi chào chân trong nhật. Con đi hay. Thích rồi đó. Anh thích Ni. Ủa Ni là ai? Em rất mê Ni. Ni là Hờ Ni Ảnh. Em giới thiệu với anh, em là Hờ Ni Lông. Nhưng anh Hờ Lâu hơi hôi. Con nhỏ này hay duyệt. Đây chính là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị ô xin trong ngôi nhà của hai cô chủ nhỏ này. Hai tiểu thư, chất vấn đi. Hai tụi tôi rất là khó. Nhưng mà bà chủ chính của căn nhà còn khó hơn. Yên tâm, hơn ni lông bao chịu đựng. Sức chịu đựng rất dẻo dai bền bỉ. Ở trên núi dối quăng tôi còn không chết mà. Nhưng mà tôi nói trước là lương thấp lắm á nha. Lương càng thấp, tôi càng thích. Đừng nghĩ tôi làm nghề ô xin vì tiền. Sai lầm, tôi làm vì đam mê. Đấy, làm gì cũng phải có đam mê, kể cả là ô xin nhá. Vậy chị làm ô xin nhưng mà chị có tài năng gì không? Tài năng à? Dĩ nhiên là không. Có tài năng làm nghệ sĩ, làm MG, làm ô xin chị. À, hay nha. Khẩu khí đâu ra đó nha. Nhưng còn câu hỏi phụ, trả lời được câu này thì sẽ được nhận vào làm. Tại sao lại có đam mê làm ô xin mà không phải là một cái đam mê làm những việc khác? Đó là một câu chuyên dài. Bởi vì em sinh ra ở vùng rừng núi. Mỗi ngày em rất rành. Em leo lên núi, em xuống suối, em bắt con cá, em bắt con chim, em bóp con cua, em bắt con còng kẹp em buồn, em xuống đây làm ô xin. Được đấy, có nó trong nhà là vui cửa vui nhà. Một lần nữa, duyệt, nhưng chưa hết. Cái tên Hơ Ni Lông không có ổn. Chẳng lẽ ngày nào cũng lông lông, lông ơi lông, như là đông á, không được. Để
tiên được không? Long cung thay vây, nếu mà hơn đi Long mỗi ngày trong nhà thì rất khối, nên phải đổi tên. Từ nay hãy gọi tôi là Hở Sáng. Chị phải nhớ, chị Vi là người có quyền lực nhất trong căn nhà, cho nên mỗi lần gặp chị Vi là chị phải cẩn thận nghe chưa? Ủa, khoan, xì xì nha. Nay giờ trên đường đi, hai đứa cứ nhắc chị Vi quay. Chị Vi là cái gì của hai đứa? Là mẹ hả? Chị chỉ cần biết á, nếu ba Tùng là vua á, thì chị Vi sẽ là hoàng hậu. À, hiểu rồi, vậy là người dưng, không phải mẹ của hai đứa. Nói chung á, chị chỉ cần biết, chị Vi là người cực kỳ kỹ tính và là một người ưa sạch sẽ. Cái này thì chị hiểu, ưa sạch sẽ tức là những người thịt gòn gàng, thơm tho và không thịt dơ. Bởi vì ở dơ sẽ có rất nhiều vi trùng mà có vi trùng là chuột quắt. Ê, sao nói chuyện gì kỳ quá vậy? Vậy có làm gì được không? Không sao đâu, thường thường mấy người nói vậy là người ta siêng năng lắm. Giống tôi hồi xưa nè, không sao đâu. À mà chị ơi, chị cho em hỏi câu là chị có biết nấu nướng không? Nương thì chị rất rành, còn nâu thì không biết. Vậy sao? Tại ở trên rừng bắt được con gì là chị xiên vô, xong để trên đồng lửa cầu quay, chừng nào chín là ăn thôi, đâu có nâu. Nước nấu đó. Chị dơn đó, vui không? Thôi, nói chung công việc chính của chị là phải giữ sạch sẽ cho ngôi nhà. Chị đồng ý. À chị cho em hỏi thêm câu nữa đi, là chị có sợ con gì không? Nhắc tới chị buồn quá. Ở trên rừng nuôi con gì cũng sợ chị hết. Con cọp mà nó làm chị wow là bữa sau thấy nó con tô hù bê lơn, người ta kêu bằng cao hồ cột. Con voi mà làm chị wow bữa sau nhìn nó như con heo. Mất hai cái ngà chị làm đồ guộc chị mang. Buồn quá, cuộc đời chị không biết sợ con gì hết. Và đặc biệt trai gì chị cũng biết, nhưng xuống đây chị hơi bờ ngờ, có một thứ chị không biết. Là gì chị? Biết điều. Cái gì vậy? Trời ơi! Thi Đào ơi! Dạ! Cái gì vậy? Trời ơi! Nhà cửa bếp đúng cái gì? Trời ơi! Cái gì mà khói không vậy nè? Trời ơi! Ai làm mấy cái trò này vậy? Hả? Thôi rồi rồi! Thử xem chứ còn ai nữa? Ai? Thì tại vì tụi em sợ chị mệt nên là tự kiếm người phụ chị nè. Trời đất ơi trời, ai vậy kêu ra đây cho tôi coi, ai bày ra cái này vậy trời. Bình tĩnh tất cả mọi người, bình tĩnh. Thời Sen đây. Ê, ê, ê. Chết rồi, rớt rồi. Đây mọi người ơi, mời kiếm thêm. Ủa Thi Đào, dân ở nhà coi giùm cái bếp lò mà sao hai đứa đứng chân ngân như vậy không ư? Thêm cùi vô đi, chạy như vậy nhò qua sao mà nấu được cơm. Ai đây? Tôi mới hỏi cô là ai đó. Hơi Sen. À, nhìn cái là biết liền à. Ông Tùng. Ông Tùng phải không? Ông Tùng là đàn ông. Gì? Là chị Vi đó. Chị Vi, Hơi Sen. Chào Vi. Mình là Hơi Sen. Mời vô đây thử việc trong nhà này. Nhìn đi, tất cả mọi việc ở đây là do tôi tạo ra hết đó. Một bàn tay tôi, hai bàn tay tôi làm hết đó. Tất cả mọi thứ luôn, kể cả cái nhóm lừa này. Ai kêu cô làm cái này vậy? Vì à, tệ lắm đó. Đàn bà trong nhà mà không có lừa cùi là không có được, không có âm cung, hiểu không? Gia đình mình là phải có bếp, nó mới âm cung. Ở trong đó không có lò nào hết, làm sao nấu ăn được. Cho nên là tôi phải tự làm một cái lò. Chưa hết đâu, tôi còn định đồn hết hàng cây ở đây để tôi về dự trữ cùi xài cho cả mùa mưa. Trời ơi chị, cái đó là hàng rào chứ không hàng cây nha chị. Hàng gì cũng được, có cây là mình đồn thôi. Nhưng mà nói nghe nè, ở trên kia nữa có cái cầu thang mà thầy không có xài lắm, cho nên là tôi định bừa hết cái tay cầm ra để tôi chùm.
Cái gì vậy chị ơi, chị phá nhà tôi hả? Không, không có phá. Vô đây giúp việc, làm hết tất cả mọi thứ là tôi làm hết, yên tâm đi. Chút nữa nha, mình bay ra đây nè, xong mình nhộm lên. Bập bùng, bập bùng, bập bùng, bập bùng, bập bùng, bập bùng. Nguyên ba đứa, bốn đứa luôn. Chạy, chạy vòng vòng giống như là mình chơi lừa chai vậy đó. Vui lắm, ăn cơm đi. Chị ơi, nhà tôi chứ phải quê nhà chị. Chị làm gì đốt lửa trại tùm lum trong nhà tôi vậy, tôi lại chị. Vui lắm, chơi đi, vui lắm, chơi thử là ghiền á. Ra mở cửa giùm chị coi. Ôi, đâu ra á? Nè nè, qua đi coi bếp lửa tắt rồi kìa. Chị dẹp giùm tôi một cái đi. Không có được, nhà tôi còn âm cung. Chị Phi ơi, chị Phi ơi. Cái gì vậy? Chị Phi ơi, chị Phi ơi. Cái gì vậy? Con mang vô phòng đúng rồi đó, quá trời luôn rồi kìa. Sao vậy? Họ nói á là hồi nãy có một người phụ nữ chặt cây ở ngoài đường đó, bị họ phát hiện, xong rồi họ đuổi theo, xong rồi người phụ nữ đó chạy đi nhà mình. Nè, cô đúng không? No đó. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speakable nhé.